nhìn đây, nhìn đây. Rồi, được rồi đó. Được rồi. Có sự hiện diện của các vị khách quý, tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía công ty cổ phần chăn nuôi CP. Có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Nghĩa, giám đốc kinh doanh. Ông Phan Anh Tuấn, trưởng phòng kinh doanh. Về phía phòng thú y quận Hai Bà Trưng, tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Nguyễn Việt Thắng, cán bộ thú y. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Anh Khoa, giám đốc đại diện công ty bà Trần Thị Hoàn. Và kính thưa quý vị, để mở đầu với chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để chào đón lên sân khấu sự hiện diện. Lên đây. Dạ vâng. Trong ngày hôm nay, trong lễ khai trương, trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi còn rất vinh dự có sự hiện diện của đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Lợi, ông Nguyễn Thành Lợi, giám đốc công ty. Vâng, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời lên sân khấu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Minh Hoa, bà Phạm Kim Thoa. Xin mời bà lên sân khấu có đôi lời phát biểu khai trương, xin được trân trọng kính mời bà.
thay mặt công ty thực phẩm Minh Hoa, hôm nay tôi rất vinh dự được đón tiếp các quý vị khách quý, các với các đã đồng hành cùng công ty thực phẩm Minh Hoa trong suốt thời gian qua. Tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu đã có sự hiện diện ngày hôm nay và xin chúc các đối tác, các ban ngành sẽ hỗ trợ cho công ty thực phẩm Minh Hoa càng ngày càng phát triển lên. Vâng, xin mời bà Hoa và anh Tá lại sân khấu một chút ạ. Vâng, xin mời chị. Theo như quan sát của toàn thể quý vị thì thấy hôm nay chị Thoa của chúng đang có bao nhiêu sức khỏe không ạ? Và cảm nghĩ của chị hôm nay như thế nào? Rất là vui mừng và hạnh phúc ạ. Coi. Theo như quan sát của tất cả quý vị thì những nụ cười hạnh phúc đang rạng rỡ trên khuôn mặt của chị Thoa, và điều đó càng chứng tỏ những niềm vui, những niềm hạnh phúc của chị thì ngày hôm nay có sự hiện diện của toàn thể quý vị bạn hàng cũng như là toàn thể quý vị bạn bè đã có mặt tại đây chứng kiến và hiện diện để chúc mừng cho ngày khai trương thành công và tốt đẹp. Và ngay sau đây sẽ có những món quà từ đại diện phía nhân viên của công ty và những đóa hoa chúc mừng cho công ty. Và xin được chân thành cảm ơn. Vâng, và ngay sau đây thì xin mời bà Kim Hà và hãy mở ly sâm banh. Thành ý kiến của mọi người thì không cần ly luôn. Vâng, quý vị hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng khai trương, chúc cho công ty rất nhiều hữu hạn thực phẩm Minh Hoa sẽ ngày càng phát triển bền vững. Dạ vâng, và ngày hôm nay thì Hoàng Thành cũng xin phép được thay mặt toàn thể quý vị có mặt tại đây sẽ nâng ly rượu sâm banh này để gửi tới chị Thoa cũng như là công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Minh Hoa làm ăn ngày càng phát đạt, bền vững và phát triển hơn nữa. Quý vị có sẵn sàng không ạ? Dạ vâng, Hoàng Thành xin phép được bắt nhịp từ 1 đến 3 và quý vị hãy cùng hô chúc mừng khai trương được không ạ? Dạ vâng, quý vị sẵn sàng chưa? Chị sẵn sàng chưa? Còn quý vị ơi, 1, 2, 3, chúc mừng khai trương! Xin mời chị. Vâng, và kính thưa quý vị, trong buổi sáng ngày hôm nay, trong buổi lễ khai trương công ty trách nhiệm thực phẩm Minh Hoa, thì hôm nay cũng xin phép được gửi đến toàn thể quý vị những ca khúc hay nhất để dành tặng đến quý vị. Quý vị có thể cho em một tràng tay thật lớn được không ạ? Lớn hơn nữa được không ạ? Đúng rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Con
các anh chị em phụ nữ những phái đẹp liên quyết và tôi cũng yêu em. Xin mời
một anh vừa nãy em gọi là anh Chi, nhưng mà tên thật của anh là anh Vũ Quang. Và xin mời anh Vũ Quang hãy cùng lên sân khấu và thể hiện một ca khúc rất là quen thuộc với toàn thể quý vị, sáng tác của nhạc sĩ Phan Huy Điểu, Biển Ba Thiên. Anh lời đầu tiên cho Vũ Quang chúc sức khỏe của tất cả các vị đại biểu hôm nay, cùng trang trọng của công ty hôm nay là ngày khai trương. Đây là lần đầu tiên là tất cả các vị quý vị một lời chúc sức khỏe, một ngày vui vẻ tràn đầy hạnh phúc. Sau đây Vũ Quang sẽ xin trình bày bài Thuyền Vào Biển, lời của Xuân Tình và nhạc của Phan Huy Điểu. Hôm nay đó là rất là không khí trang trọng này, rất vui thì khi được hát bài này, mà xin quý vị một tràng tay cổ vũ ạ. Xin phép được kính mời Ban Hậu Cần ạ, hãy chuyển những bữa cơm lên trên này ạ. Và xin mời quý vị hãy cùng ở lại đây và dùng một bữa cơm thân mật với công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Vinh Hoa, cũng như là sự hiện diện của toàn thể quý vị cũng góp phần vào sự thành công của chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, xin mời quý vị hãy cùng dùng bữa.